Bác đi mua xe cũ mà có duyên đấy, mà gặp được những chiếc xe mà nó đẹp như thế này thì các bác dùng thì nó chả khác gì là về độ hoàn hảo của nó thì nó chả kém cạnh so với xe mới là mấy các bác. Nó không hề kém cạnh so với xe mới là mấy. Tại vì là các bác cứ nhìn đây, từ những cái chi tiết bên dưới rồi từ những cái cổ bô đấy, bác nào cũng tinh ý có thể nhìn thấy cổ bô nó vẫn còn trong veo, nó vẫn còn nguyên những cái lớp mạ kìa các bác kìa đấy, nó vẫn còn nguyên những cái lớp mạ của nó. Đấy, thì có nghĩa là cái xe của người ta đi giữ gìn đấy, máy móc tất cả các cái ốc nhái ở phần bên dưới đấy, các bác nhìn nó đều rất là đẹp các bác nhé, nó đều thể hiện nó rất là đẹp tất cả mọi cái luôn. Máy con này thì sáng choang luôn rồi đấy, máy con này thì quá mới luôn rồi các bác nhé, không phải nghĩ không phải bàn rồi, máy nó quá mới luôn các bác nhé, máy nó cực đẹp luôn, từ tất cả các cái chi tiết đấy, những cái chi tiết cao su lon rồi tất cả mọi cái đấy, các bác nhìn đây nó đều rất là hoàn hảo các bác ạ. Xe cũ mà các bác nhìn máy móc tất cả các cái nó khác gì là mới đâu các bác. Tất nhiên là không so với mới, nhưng mà như thế này thì một cái xe cũ mà nó như thế này thì thực sự với các bác là không phải chê trách gì rồi các bác ạ, nó là quá đẹp luôn rồi, hiếm có luôn rồi, từ những cái thảm cái yếc của nó đều rất là đẹp các bác nhé. Đấy. Đấy, quay lại cho bác xem cái xe cũ, cái máy rất là quan trọng các bác nhé. Máy đời này là các bác là cái xe nó máy nó sáng thì đương nhiên là cái xe người ta đi ít các bác, máy nó sáng máy nó êm đó, thì là đương nhiên là xe người ta đi giữ gìn cẩn thận các bác nhé. Đấy. Thì là bác nào mà quan tâm yêu thích đấy, chiếc xe Mercedes 300 này thì alo cho em Khương theo số hotline 0833 1199 các bác nhé. Đấy, vâng, thì chiếc xe này đang được em Khương chào bán với mức giá là 600 30 triệu đồng các bác nhé, 630 triệu đồng. Bác nào mà yêu thích thì alo cho em. Xin cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em ạ. Xin chào tạm biệt các bác nhà mình. Đấy, bác nào yêu thích thì alo cho em các bác nhé. Đấy, xin chào tạm biệt các bác. Vâng, hôm vừa rồi rất là nhiều bác muốn mua chiếc xe công vụ này của em Khương. Đấy, nhưng mà đều là em Khương bảo là em đã nhận cọc rồi, tại vì là hôm đó là em đã ông anh em ở bên bên Mỹ chuẩn bị về thì là anh có bảo để cho anh chiếc xe này để anh đi, nhưng mà do lịch có chút thay đổi nên là anh cũng không về nữa. Đấy, nên hôm nay là em sẽ bán lại chiếc xe này cho bác nào mà đang có nhu cầu này các bác này. Đấy. Mercedes 300 các bác ạ, sản xuất 2009, model 2010. Con này thì em khẳng định luôn, đấy, mới nhất Việt Nam cái đời 2010 luôn các bác ạ, mới nhất Việt Nam luôn. Đấy, tại vì con này nó là xe cái hàng sưu tầm của em các bác ạ. Đấy, xe này là xe em đi. Nếu mà bác nào mà đã đi con S này rồi thì em khẳng định luôn chắc là các bác sẽ nghiện luôn. Các bác sẽ nghiện luôn, các bác không đi được dòng xe nào khác nữa khi mà các bác đã trải nghiệm lên con S này rồi các bác ạ. Con S thế hệ 2010 này chạy nó rất là êm ái, rất là mượt mà, hệ thống nó rất là ổn định các bác ạ. Và từ những cái phần body yếc của nó đều rất là đẹp. Đấy, nó đều rất là đẹp. Đèn thì đều là đèn hệ thống đèn LED này. Đấy, rồi là hệ thống lái nó rất là nhẹ. Và đặc biệt các bác cái con S300 này của em này thì nó sử dụng động cơ V6 hút khí tự nhiên, nên là siêu tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé. Nhiều bác rất là thích đi con này, tại vì là nó rất là tiết kiệm các bác. Nó rất là tiết kiệm chiếc xe này. Đấy, chứ nó không như là cái xe mà S500. S500 thì nó hơi tốn xăng một tí các bác ạ. Nó hơi tốn xăng một tí. Đấy, nó tốn hơn con này. Đấy, tốn hơn tầm khoảng nó cũng tốn hơn khá là nhiều đấy các bác. Nên là nhiều bác là thích đi những cái con này hơn này các bác này. Đấy. S300 siêu tiết kiệm nhiên liệu các bác ạ. Đấy. Cái quan trọng là cái xe nó rất là mới, rất là mới và rất là chất luôn các bác nhá. Cái con này hệ thống lái nó nhẹ lắm. Các bác đi thì em khẳng định luôn, bác nào mà đã đi mà trải nghiệm mà lái con này thì chắc hẳn các bác sẽ mê luôn. Em khẳng định luôn là mê luôn. Đấy, con này của em nó là bản full này, cửa sổ lock này các bác này. Cửa sổ lock này. Đấy, rồi là ghế thì hai màn hình phía sau đây các bác này. Hai màn hình phía sau. Đấy, em sẽ bật cho các bác xem này, đèn đây. Đấy, hai màn hình phía sau nhá. Hai màn hình phía sau đây. Đó, hai màn hình phía sau các bác nhé, hai màn hình phía sau. Và con này của em là tất cả
các cái của nó. Xèo nó rất là đẹp các bác, ghế ghiếc tất cả các cái rất là mới các bác nhá. Ghế ghiếc rất là mới. Từ các cái chi tiết đằng sau nó cũng đều rất là mới, rất là đẹp. Đấy, con này nó là một chiếc xe mà trước em Khương mua là để gọi là để đi loanh quanh, tại vì em thích, nếu mà trong cái tầm tiền như chiếc xe Mercedes như lại, nếu mà trong cái tầm tiền mà em để cho các bác nhà mình con này nhé các bác nhé, 599 triệu các bác ạ, 599 triệu. Đấy, cho bác nào mà yêu thích các bác ạ. Đấy, trong cái tầm giá này thì em khẳng định luôn không có chiếc xe nào mà có thể chạy sướng như con S này. Đấy, thứ nhất này, em chia sẻ với các bác là kể cả nói chung là mỗi người thích một cái xe riêng phân khúc. Đấy, nhưng mà nếu mà để so sánh các bác mua con Lexus đi. Đấy, 209. Lexus 209. Đấy, giá cũng nó phải hơn con này các bác ạ. Nhưng mà nếu mà để form dáng trẻ trung mà mềm mại thì mà âm thanh hay thì con mẹc này nó là hơn, nó là ăn đứt luôn các bác nhá. Nó ăn đứt luôn, tại vì con này của em nó là sử dụng là loa Harman-Kardon. Nghe âm thanh cực đã luôn các bác nhá. À, loa Harman-Kardon. Đây các bác nhá. Hệ thống âm thanh này. Loa Harman-Kardon. Đây những cái vết bẩn đây các bác nhá. Đây những cái vết bẩn thôi. Loa Harman-Kardon. Đấy. Con này của em là ghế ghiếc tất cả các cái đây, các bác nhìn đây. Đấy, chưa có hiện tượng gì mà lứt vỡ hay là rách rước các bác nhá. Ghế ghiếc đây nó đều rất là đẹp. Đấy các bác nhá. Ghế rất là đẹp luôn. Đấy và đây các bác này. Đấy, con xe là của em nhá các bác nhá. Đây, từ cái vô lăng này. Vô lăng này của em nó là vô lăng zin nguyên bản, xin thưa các bác đây. Vô lăng zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, mà nó đẹp như này đây các bác này. Đấy, vô lăng này các bác này. Vô lăng zin nguyên bản đấy các bác nhá. Đấy, mà quá là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, con này thì rất là mới rồi. Đấy, bác nào có duyên mua chiếc xe của em thì rất là mới và rất là yên tâm luôn. Đấy. Hệ thống tất cả các cái bóng hơi ước là rất là ngon luôn, êm ái, trơn tru, mượt mà. Từ những cái mà phần lốp liếc đấy, là cũng đều thay mới hết luôn các bác ạ. Tại vì xem đi là em hay đi xa nên là em phải lựa những chiếc xe mà chất các bác, kể cả như con Bentley của em. Đấy. Đấy. Em mua Bentley rồi cho nên là Bentley rồi là rồi cho nên là con này em không đi đến nên là em chia sẻ đam mê cho các bác. Đấy. Hôm vừa rồi rất là nhiều bác mà mua nhưng mà hôm đấy là em đã nhận, em bảo để cho ông anh em rồi nên là cũng không thể nào bán được. Đấy. Nhưng mà hôm nay có chút thay đổi nên là em mới bán lại cho các bác đấy. Bác nào mà thích trải nghiệm thì các bác có thể liên hệ với em. Nói chung là đèn đóm đây nó rất là sáng các bác nhé, rất là sáng và đẹp. Em cho các bác xem cái máy luôn thì các bác ngất ngây con gà tây luôn. Đó. Đây các bác này, đèn đóm này, đèn nó rất là đẹp, pha phiếc vẫn trong veo. Em cho các bác xem nó giá trị nó nằm ở đây này các bác này. Giá trị nó nằm ở đây. Vâng, giá trị của một chiếc xe cũ thì là ở cái đời này thì nó nằm ở đây này các bác này. Nó nằm ở cái chính cái khối trái tim của chiếc xe các bác ạ. À, các bác có thể nhìn thấy khoang máy của em từ cái phần dàn nhựa đây của nó đây các bác này. Từ cái phần dàn nhựa các bác nhìn đây nó đều rất là đẹp các bác nhé. Đây, từ những cái phần dàn nhựa này đấy, từ những cái ốp cái yếc đều rất là đẹp, tất cả từ những cái phần đây, xe của em đây nó cũng đang bẩn đang yếc đây các bác nhé, từng con ốc con ác nó đều rất là đẹp các bác nhé. Đây, từng các con ốc đấy của nó đều rất là đẹp luôn, đèn đóm tất cả mọi cái đây các bác này, đèn đóm chưa có tháo, chưa có dỡ ra gì các bác nhé. Đây, từ những phần này các bác này, chưa có tháo, chưa dỡ ra gì để làm luôn các bác nhé. Đây, phần bên này như thế này, đèn đóm vẫn nguyên zin từ lúc đầu các bác nhé. Đấy, nguyên zin từ lúc đầu. Và đây em cho các bác xem cái máy động cơ các bác sướng luôn. Đây các bác này, từ những cái phần thảm bước đây các bác này, nó đều rất là đẹp các bác nhé. Lắm xe nó bung hết ra rồi các bác, nhưng con này xe của em từ cái thảm nó đều rất là đẹp. Đấy, đây các bác nhé, thảm yếc đều rất là đẹp luôn. Đấy. Và đây cái khoang máy, khoang yếc của nó đây các bác nhìn đây, máy móc này các bác nhìn này, led căng luôn các bác nhé. Này, từng các con ốc này, máy rất đẹp luôn các bác nhé. Này, từ các chi tiết cao su nhựa này. Đấy. Bên này là các bác này, led căng luôn các bác nhé. Máy không có ngấm dầu ngấm mỡ gì luôn. Đấy. Ốc ác đây rất là đẹp các bác nhé, sáng quắc luôn.
cái xe cũ thì cái đời này cái máy nó rất là quan trọng các bác ạ. Máy phải đẹp, máy phải chất các bác ạ. Thì con này của em đây, máy móc nó êm ru rồi các bác này, các bác nhìn này. Xe này, máy móc này. Từ các cái đường ống, đường nhớt của nó này. Xuất sắc luôn các bác nhé. Đây. Xe rất là tươi các bác. Cái xe cũ các bác nhìn máy nó phải tươi, nó phải sáng như này này các bác này. Đấy, thì là họ đi ít các bác. Chứ còn những cái máy mà chạy nhiều nó sẽ già các bác. Thì các bác đi nó sẽ không ok các bác nhé. Đó. S300 quá đẹp luôn các bác. Form này trông nó nhìn nó rất là bền form các bác. Có tí tiền các bác ạ, nhưng các bác trải nghiệm con này thì thôi rồi, nó là quá đỉnh rồi các bác ạ. Đăng kiểm con này thì em mới đăng kiểm xong các bác nhé, chìa khóa một đôi. Đăng kiểm con này hôm trước là em mới đăng kiểm xong. Đăng kiểm đến tháng 12 sang năm luôn các bác nhé. Tháng 12 sang năm luôn. Thân vỏ tất cả mọi cái led căng luôn. Con S300 các bác chạy rất là lành luôn các bác ạ. Rất là lành. Quan trọng xéo rất là chất. Các bác nhà mình trải nghiệm con này thì rất là ok rồi. Vừa tiền khấu hao hết rồi. Quan trọng là tất cả mọi cái nó đều rất là mới. Rất là mới luôn. Các bác chạy con này nó rất là êm, rất là mượt. Chạy cực sướng luôn. Từng các chi tiết, các nút, các phím, da riết. Con xe này chị con gái chị đi các bác, nên là cái chất nó họ đi, họ đi ít các bác, nó không đi xuồng xã. Ghế đây các bác nhìn đây, quá đẹp luôn các bác, các chi tiết táp lô táp ly mọi cái luôn. Âm thanh con này nghe thì nó là quá phê rồi các bác, là Hakma Garden mà các bác. Cửa tất cả các cái đều rất mới này, các bác nhìn thấy nó sáng choang luôn, rất là mới luôn. Trước bao nhiêu tiền các bác ạ, đấy, nhưng bây giờ các bác đi mà con này nó nhập nguyên chiếc Đức các bác nhé, nhập nguyên chiếc Đức, chạy nó rất là êm, rất là mượt. Ghế yếc thì quá đẹp luôn các bác, ghế yếc thì không phải nghĩ rồi các bác. Đấy. Ghế yếc quá mới luôn. Xe chủ tịch mà các bác. Đèn đóm tất cả mọi cái đều rất đẹp các bác nhé, sáng quắc luôn. Đèn đóm quá đẹp luôn các bác. Đây là dán S500 này các bác, còn con này nó S300. Cốp điện có biết đầy đủ hết rồi các bác nhé. Cốp điện này. Đấy, quan trọng cái xe nó rất là mới các bác nhìn này. Đấy, từ những cái chi tiết này. Rất là mới luôn. Rất là mới. Thảm lý này nhìn mới sướng rồi các bác. Xe nó đẹp, nó sẽ đẹp rất là đều các bác nhé. Từ cái thảm đằng sau này nó cũng đều rất là mới luôn. Từ cái thảm đằng sau luôn, rất là mới. Tất cả từ những cái phần mà dây yếc này, hai bên dây bên yếc này, rồi là từ những cái thảm này này các bác này, cực mới luôn đấy ạ. Cốp kia quá đẹp luôn các bác. Kích kia mọi cái đều rất mới luôn. Nói chung cái xe rất là đều các bác. Nó rất là đều xe. Rất là đều xe luôn. Chiếc xe này các bác nhìn cái đuôi của nó, cái đời này nó rất là đẹp luôn, nó mềm mại. Form dáng căng đét rồi các bác. Con này thì nó là lét căng rồi. Nếu mà để mà trên thị trường mà kiếm được con mà nó hơn chiếc xe này của em thì chắc hẳn thì không có các bác. Không có đâu các bác. Em bán em biết. Rất mới luôn, ghế rất mới.
Con này thì ngồi rất là rộng rãi, thoải mái. Từ những cái sàn này ước nó đều rất là mới luôn. Màn hình mà niếc lắm con, là cái đời này màn hình nó bị ố hết rồi, nó ố trông rất là xấu rồi. Chiếc xe này thì từ cái màn niếc nó đều vẫn rất là đẹp. Bốn cửa hít, cốp hít. Sướng nhất cái ghế lái các bác, nhìn trông nó vẫn còn rất là mới luôn. Một chiếc xe mà chạy cũng chỉ tầm chục vạn thôi, quá ít rồi. Bản full, cửa sổ lóc đôi. Đấy. Bác nào chạy con này rồi chắc nghiện luôn ạ. Vâng, thì bác nào mà quan tâm yêu thích chiếc S300 sản xuất 2009, model đăng ký 010 này của em. Đấy. Thì các bác liên hệ với em Khương theo số hotline 0833 1199 các bác nhé. Vâng, và chiếc xe này thì đang được em để cho bác nhà mình cái giá yêu này, 599 triệu về cho bác nhà mình đi trải nghiệm các bác nhá. Các bác đã đi con này rồi, nó là hết bài rồi các bác ạ. Chả còn cái gì mà nó là hơn nó nữa rồi. Nhập Đức. Đấy. Nhập Đức. Đây là Mercedes. Mercedes thì nó vẫn là đỉnh cao rồi các bác. Vâng, bác nào quan tâm thì alo cho em Khương các bác nhá. Vâng, xin cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Chúc các bác nhà mình có một buổi tối thật là tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Các bác muốn mua những chiếc xe đẹp chất lượng thì các bác liên hệ với em Khương các bác nhé.